Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu khó ăn rau lang? Rau khoai lang là thứ rau dân dã trước đây chỉ dành cho nhà nghèo. Ngày nay, người ta đã phát hiện ra rằng thứ rau này cũng rất ngon và có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết, ở một số nước như châu Âu, Hồng Kông, Nhật Bản, rau khoai lang không còn là loại rau dân dã mà đã trở thành một loại thực phẩm cao cấp có mặt trong những nhà hàng sang trọng. Sở dĩ có vị trí này là vì người ta phát hiện ra rau lang là một loại thực phẩm bổ dưỡng hơn nhiều lần so với những gì người ta vẫn nghĩ về loại rau này. Theo y học cổ truyền, rau khoai lang đã được coi là một vị thuốc với nhiều tên gọi khác nhau như cam thử, phiên chữ, là một loại rau có tính bình, vị ngọt, ít khí hư. Rau khoai lang không độc, tư thần âm, chữa tỳ hư, tác dụng bồi bổ sức khỏe, thanh can, lợi mật, giúp tăng cường thị lực, chữa bệnh vàng da, phụ nữ kinh nguyệt không đều, nam giới di tinh. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, dinh dưỡng trong rau khoai lang còn tốt hơn trong củ khoai lang rất nhiều. Ví dụ, vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần trong củ khoai, vitamin C cao gấp 5 lần, riboflavin cao gấp 10 lần. Để làm một phép so sánh, thì dinh dưỡng trong lá khoai lang tương đương với một loại siêu thực phẩm là rau chân vịt. Nhưng lượng axit acylic trong rau khoai lang ít hơn rất nhiều so với rau chân vịt. Vì thế, nguy cơ gây bệnh sỏi thận của rau khoai lang cũng ít hơn. 1. Công dụng nổi bật của rau khoai lang. Thanh nhiệt giải độc. Rau khoai lang có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Đặc biệt, loại rau này rất giàu chất diệp lục, giúp làm sạch máu, loại bỏ độc tố trong cơ thể, chống lại sự oxy hóa trong cơ thể. Trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo, có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione, một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Lá rau lang có đặc tính giảm đường huyết nên dùng rau, không dùng củ, vì củ chứa nhiều tinh bột. Đọt rau lang đỏ có chứa một chất gần giống insulin, ở lá già không có chất này. Vì thế, người bị bệnh tiểu đường có thể dùng đọt rau lá non, cây khoai lang để ăn, giúp phòng ngừa bệnh táo bón. Rau lang có vị ngọt, mát, nhờ chứa rất nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng rất hay. Lá rau lang còn chứa chất nhựa tẩy khoảng 1,95% đến 1,97% nên có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa bệnh táo bón, giúp phòng bệnh béo phì. Đơn giản, bạn chỉ cần ăn khoai và rau lang luộc, hoặc ăn chế độ 1/2 gạo, 1/2 khoai riêng lẻ, hoặc trộn với nhau nấu cơm, cháo, bánh sẽ giúp giảm cân hiệu quả. 2. Lưu ý khi dùng rau khoai lang làm thực phẩm. Khi ăn rau khoai lang nên ăn kèm với thịt động vật để cân bằng dinh dưỡng. Không ăn rau khoai lang quá nhiều và thường xuyên, bởi loại rau này chứa nhiều canxi, dễ gây sỏi thận. Không ăn rau khoai lang lúc đói vì điều đó sẽ khiến lượng đường huyết trong cơ thể giảm xuống thấp hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng chữa bệnh của hoa dâm bụt mà bạn không ngờ tới. Hoa dâm bụt được trồng ở nhiều nước trên thế giới. Người ta trồng dâm bụt để làm cảnh vì hoa và cây này rất đẹp. Tuy nhiên, dâm bụt không chỉ đơn thuần để làm cảnh mà loại cây này còn có thể chữa được nhiều bệnh. Dâm bụt còn gọi là cây bông bụt, tiếng miền Nam, là loại cây nhỡ, cao từ 1 đến 2 mét, lá đơn, mọc kết, phiến lá khía răng cưa. Hoa dâm bụt là một loại thảo dược có nhiều công dụng, thường mọc ở vùng nhiệt đới. Công dụng của loại thảo dược này được phát hiện lần đầu tiên tại Angola. Cùng với hương vị dễ chịu, nó đã trở nên rất phổ biến ở các nước Bắc Phi, Trung Đông và thậm chí là ở cả châu Âu. Đây cũng là một loại thảo dược rất phổ biến ở nước ta. Hoa dâm bụt to, màu đỏ hồng,
cũng có loại màu trắng hồng, màu vàng. Hoa thường mọc ở nách lá hay đầu cành. Cây dâm buộc mọc hoang ở nhiều vùng nước ta và được trồng làm cây cảnh. Cây dâm buộc còn cho lá, hoa, rễ làm thuốc. Theo đông y, lá dâm buộc vị nhạt, nhớt, tính bình, có tác dụng làm dịu, an thần, tẩy nhẹ, nhuận tràng, chữa viêm niêm mạc dạ dày, ruột, đại tiện ra máu, kiết lỵ, bụng nhọt, ghẻ lở, mộng tinh, đới hạ. Hoa dâm buộc vị ngọt, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu, tiêu thủng, sát trùng, chữa kinh nguyệt không đều, khó ngủ, hồi hộp, đái đỏ. Vỏ rễ dâm buộc vị ngọt, tính bình, có tác dụng điều kinh, chống ho tiêu viêm, chữa viêm tuyến mang tai, viêm kết mạc, viêm khí quản, viêm đường tiết niệu, viêm cổ tử cung, bạch đới, kinh nguyệt không đều, mất kinh. Cây cảnh đẹp cho vị thuốc hay chữa bệnh. Kiểm soát huyết áp. Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ năm 2010 đã báo cáo một nghiên cứu về tính năng kiểm soát huyết áp đối với những người có huyết áp cao hoặc tăng huyết áp nhẹ ở độ tuổi từ 30 đến 70 tuổi. Kết quả cho thấy những người uống 3 tách trà dâm buộc trên ngày đã có kết quả tốt hơn so với những người không uống loại trà này. Những người có huyết áp cao lúc bắt đầu nghiên cứu sau khi uống trà đã giảm được huyết áp đáng kể. Ngăn ngừa bệnh tim. Những hợp chất hóa học được chiết xuất từ cây dâm buộc sẽ giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu, do đó ngăn ngừa được bệnh tim. Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố cây dâm buộc có tác dụng tốt cho tim người giống như rượu vang đỏ và trà. Nó chứa các chất chống oxy hóa và tác dụng kiểm soát lượng cholesterol và giảm nguy cơ bị bệnh tim. Trà hoa dâm buộc chữa được nhiều bệnh. Uống trà hoa dâm buộc thường xuyên giúp huyết áp và cholesterol. Kết quả nghiên cứu này được thực hiện vào năm 2009 của trường đại học ở Mỹ. Trà hoa dâm buộc cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, bàng quang và táo bón nếu bạn thường xuyên uống. Hoa dâm buộc giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các triệu chứng của bệnh cảm lạnh, ho, sốt và bệnh nhiễm trùng. Hoa dâm buộc chứa axit hydroxycitric và amylase, có tác dụng phân hủy tinh bột. Nếu bạn uống một tách trà hoa dâm buộc sau bữa ăn, sẽ làm giảm hấp thu carbohydrate vào cơ thể, từ đó giúp giảm cân. Các dưỡng chất trong hoa dâm buộc có khả năng kích thích mọc tóc nhanh và phòng ngừa sự lão hóa sớm cho cơ thể. Hoa dâm buộc cũng có tác dụng làm sạch gầu hiệu quả. Chân đau nhức, tê mỏi. Với những người hay nhức chân thì lá dâm buộc cũng có tác dụng chữa bệnh. Lá dâm buộc, lá xi, lá đào, lá mận, lá thìa lại tía, mỗi thứ 30g, phơi khô, thái nhỏ, sau qua ngâm với ít rượu, dùng xoa bóp hàng ngày. Chữa mụn nhọt. Hoa dâm buộc, lá trầu không, lá thơm lồm, mỗi thứ 50g, giã nát, đắp lên chỗ mụn nhọt, mỗi ngày thay thuốc một lần. Hạt dùng lá và hoa một nắm, rửa sạch, giã với một ít muối hạt, đắp lên chỗ nhọt đang sưng, mừng mủ sẽ đỡ đau nhức, đỡ sưng nóng và chui mửa. Đỡ sưng nóng và chống vỡ bủ. Chữa chứng mau xấu cho phụ nữ sau khi sinh đẻ, gây chóng mặt, nhức đầu. Hoa dâm buộc khô 8g, gỗ vang, tô mộc 10-12g, gừng tươi 5-7 lá, sắc nước uống trong ngày sẽ giúp bà bầu sau sinh giảm thiểu tình trạng đau đầu chóng mặt. Quai bị, đau mắt. Lá dâm buộc và lá dành dành, mỗi thứ một nắm giã nhỏ, vắt lấy nước uống, bã thì đắp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không ngờ, vị thuốc chữa rất nhiều bệnh mà người Việt thường làm rau lượng. Lương y Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội cho biết, bèo cái tía là một vị thuốc quý của một mỹ phẩm dành cho chị em phụ nữ. Nhập bèo cái tía về làm thuốc. Bèo cái
được trồng ở khắp nơi, có hồ ao ở nước ta, ở nông thôn cũng như ở thành phố. Vì toàn cây được dùng để nuôi lợn, toàn cây có một chất gây ngứa tan trong nước, chưa xác định được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đông dược thì đây là vị thuốc quý. Ông Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Y dược cổ truyền Bộ Y tế cho biết, bèo cá tía Việt Nam có rất nhiều. Đây là vị thuốc quý, có thể chữa bệnh ngoài da và phục vụ làm đẹp. Nhưng nếu muốn làm thuốc thì phải trồng ở vùng đất sạch, đảm bảo, giá thành rất cao. Vì thế hiện nay, chúng ta hầu như bỏ qua nguồn nguyên liệu trong nước mà nhập khẩu bèo cá tía từ Trung Quốc về. Lương y Bùi Hồng Minh cho biết, bèo cá tía hay còn gọi là bèo ván, bèo tai tượng, bèo tía, thị phù liên, đại phiêu, được đông y gọi là phủ bình, có vị cay, tính lành. Đi vào kinh phế và kinh bàng quang, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, chữa dị ứng, phát ban, cho ra mồ hôi để giảm cân. Theo đông y, bèo cái vị cay, tính lành, vào các kinh phế và bàng quang, có tác dụng phát hỏng giải biểu, làm ra mồ hôi để giải cảm, tháo chuẩn chỉ dương, làm cho ban chuẩn mọc ra ngoài và chống ngứa, lợi thủy tiêu thủng. Chúng ta có thể thu hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào mùa hạ, lúc cây có hoa, có thể dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần. Công dụng để chữa mẩn ngứa, eczema, tiêu độc, mụn nhọt, ho, hen suyễn, thông kinh, đái bút, đái dắt. Chính nhờ được tính trên nên bào cái được xem là vị thuốc giúp làm đẹp. Theo bí kíp dân gian, phụ nữ Nhật đã dùng bèo cái tán miệng làm mặt nạ trắng da. Họ xem bèo cái như một loại mỹ phẩm làm đẹp quý và rẻ tiền. Cách 1. Lấy bèo cái về, bỏ hết phần rễ, lá vàng, rửa sạch, phơi khô trong bóng râm rồi tán miệng nhỏ. Sau đó lấy mật ong hòa với bột bèo cái, dùng làm mặt nạ để qua đêm. Cách 2. Dùng bột bèo cái trộn với chút nhấm, nồng độ vừa phải, đắp hỗn hợp này lên mặt để làm trắng mịn da. Cách 3. Lấy bèo cái tươi, bỏ rễ, rửa sạch, ngâm muối rồi giã nát, cho thêm một ít muối và đắp vào chỗ mụn trứng cá. Ngày một lần và vào trước khi đi ngủ, cần lấy một lượng vừa phải tùy theo từng vết trứng cá. Ban đầu, đắp sẽ thấy ngứa, sau đó sẽ quen dần. Cách này không chỉ giúp mát da, tiêu độc mà còn trừ ngứa. Ngoài ra, bèo cá tía còn được sử dụng để chữa các bệnh khác như bệnh hen suyễn, bệnh eczema, viêm xoang và bệnh trĩ. Để chữa hen suyễn, Lương Y Minh cho biết, chúng ta có thể lấy 100 gram bèo cái, cắt bỏ rễ, lá vàng, rửa sạch, ngâm nước muối loãng 5-10. Vắt ra để ráo, giã, xay lấy nước, hòa thêm với nước lọc và siro chanh cho vừa đủ 100ml. Uống 2-3 lần trên ngày, 10 ngày sẽ đỡ. Mới uống có thể thấy ngứa cổ trong vòng 10 phút, nhưng sau quen dần và hết ngứa. Để chữa bệnh eczema, tùy vào vùng da bị bệnh để có số lượng bèo cái tía. Bèo cái rửa sạch, giã nát, thêm ít muối, đắp cả nước lẫn cái lên chỗ bị eczema. Kết hợp uống bèo cái khô 30g, kim ngân hoa 20g, bồ công anh 20g, cổ phục đinh 15g, ké đầu ngựa, phải sao hết lông 15g, kinh giới 10g, uống một thang trên ngày, liên tục từ 7-10 ngày. Chữa viêm xoang mũi mãn tính. Bèo cái khô 10g, bạch chỉ 5g, hoàng cầm 5g, kim ngân hoa 8g, cam thảo 4g, sắc nước uống một thang một ngày thay trà, uống vài ngày. Chữa đi tiểu bút, đá dắt. Bèo cái khô 20g, mã đề 20g, lá cốt xay 20g, rau ngô 20g, kim ngân hoa 10g, kim tiền thảo 20g, tùy giã 10g, đem sắc uống. Chữa viêm thận cấp tính. Bèo cái khô 60-70g, đậu đen xào lên 30-40g, sắc uống thay trà hàng ngày. Chữa cảm nóng, cảm phải khi nóng, đầu, mặt sưng, ngứa, mắt đau, khắp mình nổi mẩn ngứa, sưng phù. Bèo cái bỏ rễ, bạc hà, kinh giới, mỗi thứ một nắm tươi, 30g, sắc nước uống, xong. Lương Y Minh cho biết,
Bài thuốc này đã được liệt vào danh sách cây thuốc quý ở Việt Nam. Ông Minh cho rằng chúng ta có thể sử dụng nó bằng tự nuôi trồng, không cần phải nhập khẩu.